các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng giới thiệu cho các bác một cặp loa bát 30 hàng chính hãng của NZ. Con này có cái model là model của nó là 12W F335 các bác nhé. Đấy, hàng chính hãng của New Zealand là LG các bác nhé. Đây là logo thương hiệu này. Con này thì công suất của nó là ở đây ghi 300W trở kháng 8 ohm, nhưng mà công suất của con này có thể đạt tổng khoảng 600W các bác nhé, vì đây là dòng bát 30 NZ này. Dòng này cho các bác à, với cái dòng 335 này, đây là dòng cao cấp không nhé. Cái xương trẻ hai ngón tay này là dòng cao cấp này, rất là chất luôn. Riêng hàng NZ thì các bác yên tâm về chất lượng luôn. NZ là một công ty loa rất là lớn ở bên Quảng Châu, lâu đời rồi các bác nhé. Đây là bản 335. Các bác chơi karaoke gia đình mà lên thùng dựng cái mẫu bát này, hoặc bác nào đánh sự kiện này, hoặc lắp phòng hát mà lắp cái bát này thì yên tâm luôn về chất lượng, hát thoải mái, phải chơi mọi dòng nhạc luôn các bác nhé, đánh rất là bền bỉ luôn. Đấy, đây là hàng em vừa khui thùng này, hàng chính hãng của công ty nhé, nguyên hộp này, hộp màu đây này. Đấy, mã đây. Ok chưa các bác? Vậy đi vào vấn đề chính em giới thiệu đi. Bát 30NZ thì đây là gân của nó, gân vải tẩm dầu hai gân các bác nhé. Đây là cái màng loa rất là xịn luôn, màng là nón màu đen các bác nhé. Đấy, gõ tay và có độ nảy. Ở đây em quẳng vài mảnh giấy lên màng để tí test cho các bác nghe chất âm. Em test ở ngoài như thế là test mộc các bác nhé, lấy tiếng mộc. Còn về các bác phải có thùng loa này, bát chép này, phải có phân tần chép nữa này, thì lên thùng thì nó cộng hưởng thì nó đánh to hơn các bác. Ở đây là đang lấy tiếng mộc ở ngoài, đây là cái gân của nó này. Nhìn gân mút rất là đẹp, rất là tỉ mỉ luôn. Và đây là phần mặt sau của nó. Mặt sau của nó các bác nhìn này, 2, 4, 6, 8 đúng không? 2, 4, 8 cái lỗ tản nhiệt ở mặt bích các bác nhé. Đây cái T của nó như này, hơi lồi này. Xương của nó xương nhôm đúc nhé. Đúng là hàng cao cấp của khác, nhìn ăn tiền luôn các bác ạ. Đấy, đây phần cọc chạm. Cọc chạm thì cọc chạm đồng. Dưới màng thì có số seri đây các bác nhé. Đây, so cái cổ côn xem nào. Con này từ bát 30NZ của nó từ 190. Từ 190 côn 76 các bác nhá. Từ dày và kẹp lỗ bích thép màu đen, từ dày bích dày. Nhện màu vàng. Côn 76. Rồi nha, bây giờ quay trở lại nha. Em test cho các bác nghe chất âm nha. Chắc này, tiếng sáng quá hay luôn. Hôm nay em xin dừng video về giá các bác nhé. Giá thì các bác nó chỉ rơi vào tầm khoảng là 3 triệu thôi các bác nhé. Thì các bác liên hệ em bác nào nhé. Với cái dòng NZ này thì bên em đang làm đại lý cung cấp đủ các mã này, đủ các mã bát 25 này, bát 30, bát 40, bát 50. Nên bác nào mà lấy số lượng nhé thì giá cực kỳ tốt. Bác thợ nào lấy số lượng thì liên hệ em vào số điện thoại 5815 và 712. Đây là hai số Zalo nha em nhé. Có thể nhắn tin, gọi điện trực tiếp cho em để em báo giá trực tiếp, hoặc kết bạn qua Zalo để em báo giá cho các bác nhé. Em giao hàng toàn quốc.
Thôi nhé, em xin dừng video, hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau nhé.